Hộp để nãy giờ cũng bớt giòn. Mấy coi mấy chỗ này nó còn giòn nha. Cho em mập vài chục giây để quảng cáo nha cả nhà. Mập em có bán đồ ăn vặt, các món đặc sản như khô, mắm, lạp xưởng, dưa mắm, chả các loại và nhiều món hấp dẫn khác nữa, bảo đảm ngon xuất sắc và nhức cái nách nè. Cả nhà kết bạn số Zalo của Mập ở bên trái màn hình số 0879299932 để xem nhiều món và đặt hàng ủng hộ Mập nhé. Mập sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu. Mập cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mãi yêu. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Hôm nay Mập ăn cơm với lại mực xào sa tế cả nhà. Với lại mẹ có chiên cho Mập một cái con cá riêu hồng nữa. Chiên giòn cả nhà. Mập mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. Đây, ở đây Mập có chuẩn bị một tô cơm này cả nhà. Rồi ở đây là mực nè. Đó, mực này là mực ống nha, xào sa tế cả nhà. Còn bên đây là cái hồng, đây Mập chấm với nước mắm chua ngọt cả nhà. Nước mắm này lạt thôi à. Đây, Mập mời cả nhà với Mập nha. Ở trong đây đó, thì có hành tây nè cả nhà. Rồi hành tím. Rồi cái này là hành lá nè. Gừng. Đó, như là mực sa tế. Đó, mực xào sa tế thì tất nhiên nó phải thơm mùi sa tế cả nhà. Rất là giòn luôn. Được rồi, mực ống á. Còn bên đây là cá chiên nè. Đó, cá này mẹ muối rồi nên làm nước mắm nó lạt hơn. Cá riêu hồng nữa nha. Muối rồi nên thịt của nó hơi mặn mặn. Đây rau à. Giòn ngọt thơm người sẽ tới. Ngon lắm luôn á. Thấy hầm nè. Thịt không mà cả nhà. Mập để nãy giờ cũng bớt giòn. Mấy coi mấy chỗ này nó còn giòn nha. Pha xử lý hơi cầm kềnh đó nha ơi. Chỗ đó xương nhiều quá nè. Dưới cái bụng đó.
Thịt cái hầm ngon cả nhà. Cái đầu nó hơi xương. Phải nãy chiên á. Ăn liền á, nó giòn lắm cả nhà. Ngon. Có đều à, ướp rồi nó hơi mặn mặn đó nha, không bằng chấm với muối cũng ngon. Ủa, nước mắm cũng ngon. Cái nào còn giòn. Mực vẫn xuất sắc hơn. Cay quá nhưng mà đã. Nước mật ra ngọt thơm mùi sa tế.
uống nước ốc, ốc là có thiệt đó nha. Mập, mập thích cái gì tự nhiên vậy đó. Mập có cái gì à? Mập phô cái hết rồi ở nhà ấy. Ra sớm người ta làm YouTube, người ta làm mấy món hấp dẫn, còn mập cây nhà lá vườn. Có dưới đây nè, thịt nhiều quá nha. Mới mất á, nó có gì nào mập thành cái biệt danh mà thánh ăn lụm mót, ăn lụm ở Việt Nam không biết. Đồ gớt nó mập xuống rồi hay lụm lên ăn á. Dơ quá rồi thôi, mà còn ăn được, mập lụm mập ăn à. Cá này muối á, thịt nó dẻ ghê á, trời nè. Mực xào rất là vừa ăn luôn, công nhận. Mẹ mập biết lên tay chứ sợ. Hơi xương cay quá.
cây hồng á, ăn nó ngon mà ngồi gỡ xương mất thời gian thiệt chứ, nhưng mà ngon tha thứ. Mực là xào dễ tay lắm các nhà. Mẹ trụm trước rồi mới xào. Chứ xào nó dễ tay lắm. Ăn gừng vô nó nóng ấm bụng. Chai gừng gặm trong bụng. Giòn. Hôm nay nói chung ăn cũng không có gì nặng nặng bụng cho lắm nên mới uống nước nhiều ở cả nhà. Với lại cái bà cá lư hồng á, mẹ ướp cũng hơi mặn mặn cả nhà. Ban đầu á thì mẹ nói nó mới ướp sơ à, nên mà mới kêu là làm cái chén nước mắm nè để ra chấm thêm cả nhà, sợ nó bị lẹt á. Nhưng mà cũng không ngờ là nó vừa ăn rồi, nói tại nói mặn mặn cho vui vậy chứ nó cũng vừa ăn rồi cả nhà. Tại vì ướp cá để chiên ăn mà đâu có mặn giống như khô được đó. Thì nói chung hiện cá thì hôm nay nó hơi uống nước nhiều một tí chứ nó không phải là mặn lắm nha cả nhà, đừng có nghĩ mặn. Thì hôm nay Mập ăn cơm với lại cái gì mực xào sa tế cả nhà, rồi cá liêu hồng chiên giòn. Thì cả nhà mong là cả nhà sẽ ủng hộ cái món ăn thuần Việt hôm nay của Mập nha. Còn nếu mà ai có góp ý gì đó, thì bình luận phía bên dưới nha cả nhà. Còn nếu mà thấy món ăn hôm nay ngon nè, hấp dẫn nè, cách Mập thể hiện xuất sắc nè, rồi thấy Mập chọc thèm chọc thèm quá đỉnh đó, thì cho Mập một like cả nhà. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập nha. Nhớ nhấn cái chuông kế bên chữ đăng ký nha cả nhà. Còn bây giờ thì Mập đã ăn xong rồi, Mập kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.